Rồi các bạn, đến thời điểm hiện tại á, là chuồng của mình đã sửa xong rồi nha. Thì hôm nay thì mình có một con nái, mình cũng chuẩn bị tách bầy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tách bầy ra, heo con cho ăn tự do mà nó không bị tiêu chảy nha. Các bạn không cần cho ăn theo cử hoặc lắc nhắc sợ nó bị E. coli sưng phù đầu hoặc là bị tiêu chảy. Rồi các bạn đi theo với mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm cái đàn heo con giống như mình. Tách bầy ra là bảo đảm là khỏe mạnh, không bị vấn đề gì hết, cứ ăn tự do. Rồi các bạn đi theo mình nè, đó, vô chuồng mình nha. Mình quay chuồng của mình cho các bạn tham khảo nha. Ở trên này á, là mình làm bằng cây và lọt bạc cách nhiệt nha. Mình làm bằng cây là không sợ sét nữa các bạn. Đó, cột là mình đổ cột xi măng. Rồi buổi sáng hôm nay á, một tí nữa thì mình sẽ xức bầy này nha các bạn. Mình cho nó ăn nửa ký 11 con để một tí nữa nó không có bị đói nha. Tại hồi chiều hôm qua mình cho nó ăn ít các bạn. Rồi một tí nữa thì mình cũng tách cái bầy con nái này đưa xuống. Con nái này sáng mình không cho ăn, nó đang đứng đợi ăn nè các bạn. Rồi các bạn xem mình tách cái bầy này khoảng 7 đến 10 ngày xem là nó có bị tiêu chảy hay không nha. Mình đảm bảo với các bạn á, các bạn làm theo cách của mình, cho ăn móc ngay từ nhỏ, tập heo ăn sớm thì tách bầy ra heo của các bạn khỏe mạnh, không có bị tiêu chảy, không có bị tóp heo và không có tốn tiền thuốc tiêu chảy các bạn. Còn các bạn không cho ăn á, thường là tách bầy ra là khoảng 30-40% heo các bạn là bị tiêu chảy, nên nó tóp heo, nó tốn cám các bạn, rồi nó tốn tiền các bạn chăm mua thuốc tiêu chảy rồi thêm công chăm sóc nữa. Sau này các bạn cứ áp dụng đúng như của mình đi, mình đảm bảo các bạn là hiệu quả nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn amốc nha các bạn. Amốc á thì có nhiều loại các bạn, mà quan trọng là cái hãng sản xuất và loại amốc các bạn là sử dụng là nó có hiệu quả hay không. Có nhiều loại amốc nhẫn, amốc đắng á, thì heo con nó không có chịu ăn. Ở đây là mình dùng amốc loại ngọt để kích thích cho heo con nó ăn nhiều hơn và công dụng của nó rất hay luôn các bạn. Để có rất nhiều anh chị đã áp dụng được thành công rồi chứ không phải là mới đây đâu các bạn. Mình đã làm nhiều clip rồi, các bạn tham khảo lại những cái clip đó giúp mình nha. Các bạn chọn á, thì các bạn tìm những loại amốc ngọt giống như của mình giới thiệu gì đó. Khi nào mà các bạn tìm không có loại amốc ngọt á, thì các bạn liên hệ Zalo trên góc màn hình của mình. Mình sẽ hỗ trợ, mình chia lại cho các bạn để các bạn sử dụng được hiệu quả, chăn nuôi được thành công hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn amốc nè các bạn, đơn giản lắm. Rồi ở đây các bạn chuẩn bị giúp mình nha. Ở đây là khoảng 300g cám nè. Còn ở đây là amốc của mình. Mình để lọt gió thì nó hơi cục cục xíu nha các bạn. Chứ bình thường á, là nó mịn và nó trắng tinh luôn á. Đó, một muỗng amốc. Mình trộn đều lên nha, các bạn nhớ trộn đều lên nha. Mỗi cử ăn á, thì các bạn là trộn 300g cám. Hết là thai cho ăn tự do nha các bạn. Ngày đầu tiên là cho ăn 300g cám nha. Ngày thứ hai là cho ăn 400g. Ngày thứ ba là nửa ký và một muỗng amốc. Các bạn cho ăn liên tục từ 7 đến 10 ngày nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi cho nó ăn cho các bạn xem nè. Đây cái đàn heo của mình mới vừa để cái máng xuống thì nó bu lại nè, mình chưa đổ cám vô nha. Khúc này á, là mình sẽ quay cho nó ăn trực tiếp, là mình không tua luôn nè nha các bạn. Đó, nó sẽ gom lại nó ăn. Mình sẽ xả nhanh khúc này cho các bạn xem nha. Nó ăn chắc khoảng chừng 3 đến 5 phút là banh cái máng này rồi, là 300g cám rồi, là bắt đầu là mình làm cái mới, mình đổ cho nó. Các bạn cứ làm theo mình hướng dẫn nha. Nó ăn hết rồi mình thay cái mới, ăn hết thay cái mới, đừng có trộn một lần dồn dập. Tại vì amốc nó không có thấm đều vô hột cám, nó sẽ nhiều quá amốc nó sẽ rớt xuống. Một số con thì ăn nhiều quá, một số con thì không có ăn, thì đâm ra là nó dễ bị tiêu chảy. Khi mà tách bầy như vậy nè, con nào mà các bạn thấy nó bị phân sệt thì các bạn pha một muỗng amốc cho 30c nước. Các bạn cho uống là từ 10 đến 15c trên một lần, uống sáng, trưa, chiều, uống 2 đến 3 ngày liên tục. Nếu mà các bạn uống cho uống ngày đầu tiên mà nó hết á thì các bạn ngưng nha. Nhưng mà heo của các bạn á, cho ăn amốc ngay từ nhỏ giống như của mình, từ khi còn theo mẹ, thì tách bầy ra thì đảm bảo các bạn là ok, sẽ hiệu quả 100% luôn. Trường hợp mà heo của các bạn mới mua về á, thì các bạn cũng trộn amốc hoặc là pha nước cho nó uống. Trường hợp mà nó tiêu chảy sệt á, thì các bạn cũng pha đút giống như vậy. Trường hợp mà nó chảy nhiều á, thì các bạn phải tiêm thêm nha. Cái amốc này các bạn là hỗ trợ phòng ngừa và điều trị viêm phổi và tiêu chảy nha các bạn. Và còn nhiều bệnh khác nữa, tụ huyết trùng, thương hàn, tùm lum bệnh hết trơn á. Tại vì nó là kháng sinh phổ rộng nha, sử dụng rồi rất hiệu quả. Nếu mà các bạn không sử dụng amốc khi heo tách bầy nè, heo các bạn tiêu chảy tầm chừng 5 con đi, thì những con nó sẽ ốm yếu và nó ăn cám vô là nó bị hao cái phần cám đó. Rồi các bạn tốn thêm cái tiền thuốc chích, rồi công chăm sóc nữa. Nhiều khi các bạn mới khởi nghiệp á, các bạn không biết hướng xử lý, nhiều khi là đàn của các bạn có hao nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi hôm nay là ngày thứ nhất nha các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 5 nha.
mình cho ăn liên tục khoảng 7 đến 10 ngày. Nếu khoảng chừng 5 ngày đến 6 ngày mà nó không tiêu chảy, có thể là mình cắt amox, hoặc là mình trộn cho nó ăn thêm, hoặc là đổ nước cho nó ăn lên đến 15 đến 20 kg thì vẫn ok, không sao hết. Amox là ăn bình thường nha các bạn, không phải là ăn amox nhiều là nó còi đâu. Tại vì hồi trước giờ mình vẫn cho ăn bình thường mà, heo lớn bình thường, khách của mình bắt heo vẫn cho ăn amox cũng lớn bình thường. Rồi sau này á thì các bạn có muốn mình làm cái bầy nào á thì các bạn cứ nhắn cho mình đi, mình sẽ thí nghiệm cái bầy tiếp cho các bạn. Bầy này có một con bị viêm da mình đang điều trị nó, như mấy bầy này nè là gần tách bầy được rồi nè. Cái bầy kia là mình làm thí nghiệm xong á, là mấy bầy này là có thể là mình làm thí nghiệm tiếp cho các bạn xem. Như bầy này của mình nè, ăn gành hết rồi, nó nhỏ con nhưng mà ăn mạnh bình thường các bạn. Rồi qua ngày thứ hai á thì buổi sáng thì mình sẽ cập nhật phân nó cho các bạn xem nha. Hôm nay là ngày thứ nhất, các bạn thấy nó ăn nhanh không, mới đây mà muốn hết rồi đó. Đây nè, 300g cám nè các bạn, để mình đuổi nó ra nè đó, ăn còn chưa được 100g nữa. Giờ nó súng lại, nó bu lại cái nữa là mình đổ cái mới cho nó luôn đó. Bây giờ để mình đi chọn cái mới, rồi nó ăn hết cái này mình đổ thêm nha. Các bạn cứ làm giống như mình đi, 300g cám, một muỗng amox, hết là thay cái mới, hết là thay cái mới. Không nên trộn dồn dập một lần một. Rồi nó ăn gần hết rồi các bạn ơi, hết luôn rồi nè. Mình mới vừa trộn cái mới của nó nè, các bạn thấy không? Cái amox nó còn động ở dưới đít thau nè, nó không có dính đều vô hộp cám đâu. Nên mỗi cử ăn á, là mình trộn cái đít thôi để cho đảm bảo là con nào nó cũng ăn được amox. Chứ trộn nhiều là nó không có hiệu quả nha. Các bạn phải làm theo hướng dẫn của mình. Hoặc là có cái vấn đề gì á, các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nha. Đây là đàn 13 con. Buổi sáng á, thì mình xức cái bầy bên đây rồi các bạn. Bây giờ mình quay tổng thể cái đàn heo con mình tách mẹ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn amox và cám để cho heo con ăn không bị tiêu chảy nha. Ở cái đàn này thì 14 con, nó đè một con và nó gớt xuống mấy con khác nó đè một con các bạn. Bây giờ là nó còn 12 con với một con nhỏ hồi lúc sáng là ký gửi lại. Không, cái con nhỏ đó đâu, coi đâu mất rồi. Con nhỏ đó nằm ngay góc á, là của cái bầy bên đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn cám để xuống cho nó ăn nha. Bầy này thì ăn ok các bạn, đảm bảo các bạn là không bị tiêu chảy luôn. Mình sẽ cập nhật cho các bạn và quay phân buổi sáng cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục buổi sáng hôm nay á, thì mình sẽ quay cái đàn heo tách bầy ra mình cho ăn tự do không bị tiêu chảy nha các bạn. Đây là mấy bầy nó còn theo mẹ đó, hôm qua giờ mình bỏ khoảng gần 2kg nó ăn hết trơn rồi đó. Hồi hôm mình vô mình bỏ hơn nửa ký nữa đó, bây giờ nó ăn sạch rồi nè. Cái máng trong đó cũng sạch luôn, bây giờ mình đổ cho nó ăn nha các bạn. Rồi một tí nữa thì mình trộn, mình để vô cái máng gào đó cho nó ăn thêm. Mấy con này của mình nó cũng hơi bị viêm phổi nhẹ nè các bạn. Rồi bây giờ để mình quay phân của nó cho các bạn xem nha. Đây, chuồng của nó là từ đây, quay qua đây. Cái này cái khung sắt của nó các bạn. Cái sắt chỗ này nè, cây lam chỗ này nè, nó gãy rồi mình phải chìm dập đỡ nha. Khi nào mình xức cái bầy này xong á thì mình sẽ sửa lại ngay chân chỗ ô cục gạch đó thì cũng vậy. Heo của mình là đi phân ok nha các bạn đó, các bạn thấy phân cục chỗ đầu ngón tay mình nè đó, nó đi phân chỗ đó đó nha, phân ok nha. Hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Các bạn thấy nó dành ăn ghê chưa? Hôm nay là ngày thứ hai sẽ trộn 400g cám nha các bạn. Đây 400g cám trộn với amox nha. Mình sẽ đổ vô cái máng gào này để nó ăn, cái đó không đủ đâu. Tách bầy á thì theo cái cách của mình á là mình cho ăn tự do nha các bạn. Nó ăn hết là mình đổ thêm, ăn hết là mình đổ thêm. Mình không có đổ dồn dập thôi. Quan trọng là cái amox của các bạn nó hiệu quả hay không. Amox của mình là amox loại ngọt, đảm bảo các bạn là hiệu quả nha. Các bạn tìm amox ngọt á, thì heo con của các bạn dễ ăn. Khi nào mà các bạn tìm không có thì các bạn liên hệ với mình sẽ chia lại cho các bạn sử dụng để các bạn trải nghiệm thử coi giống như là trong video, giống như là mình làm hay không. Những video mà tập heo con ăn sớm và heo con tách bầy sớm, mình làm rất nhiều video, các bạn tham khảo thêm những cái video khác của mình nha. Đây mấy đàn này mới có mười mấy ngày nè, mà đàn này đẻ ít thì con nó to.
máy đàn này cũng gần tách bày luôn. Đến khi tách bày thì mình sẽ làm cái video giống như vậy. Đến khi tách bày á thì mình sẽ làm cái video cho heo ăn tự do mà không bị tiêu chảy nha. Các bạn không cần lo về vấn đề bị tiêu chảy đâu. Chuồng của mình đang sửa các bạn nên nó hơi ồn xíu nha các bạn. Đây. Chuồng của mình ở trong này á thì đã lợp xong rồi. Còn làm cái xung quanh ở ngoài thôi. Cái này mình chừa cái khoảng trống nó để cho gió nó lùa cho chuồng mình nó thoáng. Rồi nè các bạn, heo của mình hồi nãy mình đổ vô cái máng là ăn hết trơn nè, mình đổ vô cái máng gạo bên đó là nó bu qua bên đó nó ăn rồi đó các bạn. Nó ăn bên đó cũng phân nửa rồi. Bây giờ mình đổ thêm cái cử thứ ba nha. Đó, mình đổ 400 g cám vô. Có một buổi sáng không mà mình đổ khoảng 1,2 kg đến 1,6 kg thì nó mới ăn đủ đó các bạn. Các bạn tách bày ra, các bạn không cần cho ăn ít ít mà sợ nó bị tiêu chảy hoặc là E. coli phù đầu đâu. Khi mà heo nái 100 ngày mang thai thì các bạn làm vaccine trên heo nái, hoặc là các bạn không làm vaccine trên heo nái thì heo con đẻ ra thì các bạn làm vaccine E. coli trên heo con thì không có hiện tượng mà bị E. coli sưng phù đầu đó các bạn. Các bạn cứ yên tâm vấn đề đó nha. Rồi khi tách bày ra thì các bạn cũng cho ăn theo quy trình giống như mình, trộn cám và amốc, đảm bảo các bạn là hiệu quả nha. Các bạn lưu ý nha, amốc của mình thì mình khuyên các bạn nên cho ăn từ nhỏ, tập ăn sớm ngay từ khi theo mẹ nha, giống như trong video của mình. Chứ các bạn mà tách bày rồi các bạn mới mua amốc về các bạn cho ăn á thì nó cũng hiệu quả nhưng mà nó không có 100% nha. Rồi buổi sáng hôm nay á thì mình quay cho các bạn xem là ngày thứ ba nha. Heo của mình thì ok hết nha các bạn. Để hôm nay mình dội chuồng nó, hôm nay trời mưa chứ hôm nay cúp điện nguyên ngày luôn các bạn ơi. Đó, mình đổ thức ăn cho nó ăn nè. Nó bu lại nó ăn rồi đó. Bây giờ mình quay phân cho các bạn xem nha. Con nái bên đây mình phối nó bị viêm nè. Các bạn thấy dịch viêm của nó không? Này là con là viêm nặng nè. Con này là hai nước rồi đó. Rồi bây giờ mình quay phân nó cho các bạn xem nha. Bên đây á, nó khô, nó chủ yếu đi phân bên đây. Rồi nó làm đổ thức ăn bên đây quá trời các bạn ơi. Bên đây chắc nó rớt chắc cỡ nửa ký luôn á. Phân á thì phân khô hết các bạn. Để mình đổ thức ăn cho nó ít lại, tại mình đổ quá nhiều á, nó dành ăn rồi nó rớt nguyên ngày hôm qua luôn. Cái này á là mình đổ gần nửa ký á các bạn, để cho nó dành ăn. Rồi để mình đổ vô cái máng đó một ít nữa. Hôm nay là sáng ngày thứ ba nha các bạn. Heo của mình bình thường hết. Các bạn nhìn cái phía sau nó coi nó có phân chảy hay không nha. Bầy này thì mình bao các bạn là không bao giờ bị tiêu chảy luôn. Đây phân nó đi bên đây nè. Đó, các bạn thấy chưa, phân cục đàng hoàng nha. Nếu mà nó ăn nhiều amốc á là nó bón nó cục gời luôn á. Rồi hôm nay là ngày thứ ba ok nha các bạn. Chiều nay á thì mình rửa sàn nó thì mình quay thêm cho các bạn xem thêm buổi chiều. Các bạn có cần amốc ngọt hiệu quả giống như của mình á thì các bạn cứ liên hệ Zalo với mình nha, trên góc màn hình đó các bạn. Mình cập nhật tình hình cho các bạn xem. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư nè các bạn. Heo mình tách bày hôm nay là được 4 ngày nha. Heo khỏe mạnh bình thường. Các bạn nhìn phía sau của nó xem có con nào nó bị chảy hay không nha. Mình thì thấy bình thường đó các bạn. Bây giờ mình đổ cám cho nó ăn nè. Rồi mình quay phân cho các bạn xem. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư là được 4 ngày rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay phân cho các bạn xem. Một tí nữa thì mình sẽ rửa sàn nha. Sàn này dơ, hôm qua mưa nguyên ngày. Nó ui ui hoài, không có dám rửa các bạn. Rửa nó lạnh là nó phổi. Nó sẽ quay qua nó ho, nó thở bụng đó. Đây, quay cho các bạn xem dưới này nè. Đầu này thì ok, đầu bên đó thì cũng ok nha các bạn. Phân nó thì cũng ok, phân nó thì đi ở đây nè các bạn. Phân nó ok nè, đây phía dưới phân của nó nè. Đó các bạn thấy chưa, phân cục đàng hoàng nha. Ok nha các bạn. Còn bên đây á là mình đang đổ mấy cái gói này để mình gác đan lên để mình làm ba cái sàn đẻ nha các bạn. Các bạn lưu ý khi sửa chuồng nha, các bạn nhớ phòng dịch khi sửa chuồng nha.
Ở đây thì mình làm ba cái sàn đẻ, ở phía ngoài đó là một cái, hai cái. Phía trong này á, là mình ưu tiên là một cái sàn cây sữa, nhưng mà kẹt nái đẻ là mình cũng đưa nó lên luôn nha. Còn ở đây là cái đàn heo của mình nè. Mấy đàn này á, thì tách bầy được rồi, nhưng mà hôm nay với ngày mai á, là mình bận đi công chuyện nên mình chưa tách nha. Khi mà mình về á, thì mình sẽ tách các bạn. Khi đàn heo của mình mới vừa tắm nó xong nè các bạn, nó lạnh nó rút lại nè. Chuẩn bị mình ghim đèn ấm cho nó nha. Mấy bầy bên đây á, thì mình không có tắm, mình chỉ dọi sơ phía sau này thôi. Trời bây giờ nó đang còn mát. Đây cái bầy này là tắm luôn rồi nè. Bầy này là mạnh khỏe ok. Ăn ào ào luôn, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Phân là đàng hoàng nha các bạn, phân là nó không khô mà nó cũng không nhão nha. Đó, mình rửa xong rồi đó. Các bạn áp dụng theo cái quy trình của mình, ăn từ lúc heo con theo mẹ đến khi tách bầy là ok. Không có lo bị tiêu chảy, không có tốn công chăm sóc nhiều các bạn. Rồi mình cập nhật cho các bạn xem, hôm nay là buổi chiều ngày thứ sáu nha các bạn. Ngày hôm qua là ngày thứ năm là mình đi thành phố là mình không có quay. Rồi buổi sáng nay á, là mình không có vô chuồng. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nó ăn nha. Các bạn nhìn ở phía sau nó coi là nó phân tiêu chảy hay không nha các bạn. Hôm nay là được 6 ngày rồi, ngày hôm qua là ba mình cho ăn, không có trộn amốc luôn các bạn. Hôm nay mình về thì mình mới trộn thêm nha. Mình mới chọn cử này thôi đó. Ngày hôm qua với hồi sáng là ba mình không có chọn móc luôn đó. Rồi ở đây là phân của nó nè các bạn. Phân 2 ngày nè. Hồi sáng á, là ba mình có dội ở dưới rồi. Rồi chiều nay nó chưa có đi nhiều chân á. Chỉ còn phân nó sót lại nhiêu thôi. Sáng mai á, thì tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi bên đây á, là mình đã lên sàn đa này nè. Đó mình đã chừa sắt rồi đó. Mình sẽ làm ba cái sàn đẻ bên đây. Và ưu tiên là một cái chuồng cây sữa. Chỗ này chưa lắp đan, còn nửa tấm nữa. Rồi khi nào hoàn thành á thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Sáng mai á thì mình sẽ quay phân ở dưới nền trực tiếp cho các bạn xem. Đây mấy bữa tắm á là nó hơi lạnh nè các bạn, mấy con mới nhô xương sống là mấy con bị viêm phổi đó. Những con vậy á thì mình tiêm tầm 3 đến 5 mũi viêm phổi thì theo dõi khoảng 3 đến 5 ngày nữa thì ok. Sẽ hết nha. Heo này á thì không có đáng kể các bạn. Cái này là do là ngày nào trời cũng mưa âm u chứ á, nên nó lạnh rồi nó bị viêm phổi thôi. Đó là bình thường, các bạn nhìn heo mình coi nó có bị viêm phổi hay không nha, giống như heo của mình nè. Những con mà xương sống nó hơi nhô nhô lên như con này nè, xương sống hơi nhô nhô lên là nó bị viêm phổi đó. Còn mà những con mà xương sống nó bằng á thì nó không có bị. Nhưng mà cái đàn này là nó bị viêm phổi nhẹ nha các bạn. Phải tiêm thuốc thì mới được nha, để lâu quá làm sẽ ho đó, ho xong nó chuyển qua thở bụng đó. Bây giờ chắc nó khoảng chừng 8kg, 7kg mấy, 8kg thôi. Nó chưa có bự không đâu. Đây các bạn xem nè. Ở dưới là mình đổ đan hết. Ở đây là chỗ một con nái nằm nè. Ở đây là sắt 18. Mình sẽ ốp sắt V vô. Mình đưa lên. Khi nào hoàn thành đi mình quay sơ cho các bạn xem. Để các bạn tham khảo. Lót đan làm sàn đẻ không thì nó sẽ dơ. Nhưng mà phải chịu các bạn là nó sẽ không bị hư hao gì của mình hết. Còn những cái sàn này nè, nó mục hết nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái cây sắt lam trong này là nó gãy rồi nè, nó mục nó gãy nè, nó nè, lủng lỗ nó gãy nè các bạn thấy không? Của mình nè, nó mục hết trơn nè. Nên mình ưu tiên mình làm ở dưới là mình sẽ đổ đà, đổ bê tông. Rồi cái nếu mà cái chuồng đan này không hiệu quả thì sau này mình chỉ làm hai tấm này thôi. Bên đây thì mình sẽ chuyển sang mình làm nhựa nha. Làm sàn đan thì chắc cũng sẽ dơ hơn rồi đó. Rồi ngày mai á, thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem nha. Các bạn mới bắt đầu vào nghề mà các bạn chưa biết gì á, các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình đi. Mình sẽ chỉ cho các bạn nhiệt tình để cho các bạn chăn nuôi được thành công, được hiệu quả. Để không thôi á, là các bạn không biết nuôi rồi người này chỉ, người kia chỉ, ra thú y, cộng thuốc, trộn thuốc này kia rồi nữa. Tốn tiền, tốn kém nhiều đó các bạn. Các bạn chủ yếu là gặp tiêu chảy, viêm phổi, với viêm khớp, đau chân, với sốt là các bạn chưa có biết xử lý. Rồi các bạn ra cộng thuốc, rồi không có ai hướng dẫn các bạn.
Rồi các bạn theo dõi clip của mình á, thì trên góc màn hình của mình có số điện thoại, rồi có Zalo, các bạn cứ nhắn trực tiếp hoặc gọi trực tiếp cho mình đi. Các bạn đừng có ngại mà sợ mình không bắt máy hay không trả lời. Khi nào mà mình không bắt máy không trả lời, một chút mình nhìn điện thoại mình thấy mình sẽ gọi lại nha. Ưu tiên gọi qua Zalo, nhắn tin qua Zalo nha các bạn. Gọi số á là mình lo không nổi nha, tại vì một ngày của mình 30-40 cuộc mình lo không nổi các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi cái đàn này nãy giờ mình đổ khoảng gần nửa ký cám thì đang hết rồi, bây giờ mình sẽ đổ thêm cho nó nữa. Sáng mai đi mình sẽ quay chi tiết cái phân nó cho các bạn xem. Hôm nay là ngày thứ 6, sáng mai là ngày thứ 7 mình sẽ kết thúc video nha. Đảm bảo các bạn ăn theo mình là hiệu quả 100%. Mình hướng dẫn 3-4 năm nay là ok nha các bạn. Đây, mấy đàn bên đây nè, ngày mai bắt đầu là sẽ tách bầy từ từ nè. Đó. Đàn bên đây là tách bầy được hết trơn rồi nè. Có đàn này là chưa tách được thôi, chứ đàn bên đây là tách ok hết. Ăn ok hết. Đó, tách bon máng luôn. Còn đỏ đỏ nhẹ thôi. Đây, sàn chi tiết của mình nè. Ở dưới sàn mình đổ gối nè các bạn. Cái này hoàn thành chuồng cao lên là khoảng 6 tấc nha. Tính đan luôn nha, đan lên cao là khoảng 6 tấc. Cái gối giữa là mình đổ ít cột thôi. Còn gối trước và gối sau là mình sẽ đổ nhiều cột. Tại vì nó có một cây cột là mình sẽ để một cây sắt nè. Sắt bự này là ưu tiên là chỗ con nái nằm nè. Sắt nhỏ là chỉ sắt lè ở ngoài thôi, thì mình không có sợ gì hết á. Chỉ ưu tiên là sắt bự cho nái thôi. Rồi buổi sáng hôm nay thì mình cập nhật cái tình hình đàn heo của mình là ngày thứ 7 nha các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng mình làm cái video này với đàn heo này nha. Đó, các bạn thấy mình không? Nó đòi ăn đó. Ngày hôm qua mình chích cho một con một mũi viêm phổi hết rồi. Để mình cho nó ăn đi. Đó, sáng nay là mình cho nó ăn nửa ký cám nè các bạn. Không trộn amốc luôn nha. Hôm nay là ngày thứ 7. Heo của mình nó khỏe mạnh rồi. Nó thấy mình đòi ăn. Mình đi lại đây thì nó chạy lại đây cho các bạn xem nè. Đó, thấy chưa, heo của mình khỏe mạnh nha. Phân thì phân cục bình thường các bạn. Phân ok nha. Cái máng bên kia thì nó đá vô ít nước rồi. Rồi giờ mình cho nó ăn cái máng bên đây đi. Để rửa cái máng kia đi rồi để cho nó ăn. Rồi xong, bây giờ mình sẽ quay phân cho các bạn nè. Đó, ở dưới sàn nó ăn đổ cám nè. Đó, trên đây thì không có phân nhiều hết. Bắt đầu đi xuống dưới cuối ồ của nó. Đây phân cục nè các bạn thấy không? Đó. Rồi quay lại đây. Phân ok nha các bạn. Đó. Heo của mình hôm nay ngày thứ 7 nha. Rồi các bạn muốn mình làm những cái clip kế tiếp mà thí nghiệm trên cái đàn nào mà cho ăn giống như vậy á, thì mình sẽ làm cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Đàn nào cũng y như đàn nào, không có đàn nào bị tiêu chảy hết các bạn. Có một số trường hợp á là nó chảy sệt nhẹ thôi. Nhẹ thì mình pha amốc, một muỗng cà phê amốc pha cho 30 c nước. Đút cho nó từ 10 đến 15 c, uống sáng trưa chiều. Uống 1-2 ngày là hết các bạn, chảy sệt nha. Còn mà trường hợp heo của các bạn á, ăn amốc trễ á, thì nó chảy nước á, thì các bạn bắt buộc phải tiêm thêm 1-2 mũi cho nó nha. Đàn này hôm qua mình bỏ 300 gram cám nè, sáng nay gần hết rồi nè. Đàn này hôm nay là tách bầy luôn các bạn. Tách bầy đàn đó với tách bầy đàn này luôn nha. Đàn này thì hôm qua mình bỏ ít hơn, bỏ khoảng 100 gram cám thôi nó hết rồi. Đàn này thì nó to hơn. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái cách của mình được thành công nha. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ nhắn tin, gọi điện cho mình. Thì mình biết thì mình hỗ trợ các bạn nha.